Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên chiều tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 2 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất ở hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Như quý vị và các bạn cũng đã biết, giá vàng trên thị trường thế giới đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần này bằng một phiên giảm khá mạnh, giảm 12,55 đô la Mỹ trên một ounce và với tỷ lệ giảm là 0,65%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 1.924,47 đô la Mỹ trên một ounce. Phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.917,81 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.939,37 đô la Mỹ trên một ounce. Chỉ số đồng đô la Mỹ đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần bằng một phiên tăng khá mạnh, tăng 0,218 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,22%. Hiện tại thì đang giao dịch ở mức 98,566 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thời điểm này vẫn giữ đà tăng nhẹ với tỷ lệ tăng là 0,45%. Thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 46.517 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần cũng bằng một phiên tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 1,88%, hiện tại thì đang giao dịch ở mức 2,386% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô khép lại tuần giao dịch bằng một phiên giảm khá mạnh, giảm gần 2 đô la Mỹ trên một thùng và với tỷ lệ giảm là 1,79%. Hiện tại thì đang giao dịch dưới ngưỡng 100 đô la Mỹ trên một thùng, cụ thể thời điểm này là đứng ở ngưỡng 99,355 đô la Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin phân tích trên thị trường vàng thế giới. Tại thị trường vàng thế giới cùng giờ Việt Nam, giá vàng được niêm yết ở mức 1.925,6 đô mỗi ounce, giảm 8,5 đô mỗi ounce so với phiên giao dịch sáng qua. Quy đổi giá vàng thế giới theo tỷ giá ngân hàng Vietcombank 22.980, tương đương 53,91 triệu đồng mỗi lượng, thấp hơn giá vàng trong nước 14,99 triệu đồng mỗi lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế giảm phiên cuối tuần do chịu áp lực bởi lợi suất kho bạc Mỹ tăng mạnh và chỉ số đô la Mỹ vững chắc hơn. Bên cạnh đó, các chỉ số chứng khoán của Hoa Kỳ đang trong xu hướng tăng ngắn hạn cũng gây áp lực lên giá vàng. Ngoài ra, nhiều nhà đầu tư lo ngại về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ tăng mạnh lãi suất trong năm nay. Giá vàng luôn nhạy cảm với các động thái điều chỉnh lãi suất của Mỹ, bởi lãi suất tăng sẽ giúp đồng USD mạnh lên song lại khiến sức hấp dẫn của các tài sản không sinh lời như vàng giảm đáng kể. Phần cuối cùng của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất ở thời hiện tại trong phiên giao dịch buổi chiều tối ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Nhìn chung thì ở thời điểm này, giá vàng SJC trong nước cũng như là vàng nhẫn bột số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác thì đều trong xu hướng giảm nhẹ quý vị và các bạn nhé. So với phiên chiều nay thì cũng không có nhiều biến động, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.830.000, bán ra 6.905.000. Giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. SJC Hà Nội mua vào 6.830.000, bán ra 6.907.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. SJC Đà Nẵng mua vào 6.830.000, bán ra 6.907.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. VinG Hồ Chí Minh mua vào 6.840.000, bán ra 6.910.000. VinG Hà Nội mua vào 6.827.000, bán ra 6.910.000. Giảm 3.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.830.000, bán ra 6.900.000. Doji Hà Nội mua vào 6.825.000, bán ra 6.895.000. Phú Quý SJC mua vào 6.825.000, bán ra 6.890.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.826.000, bán ra 6.890.000. Giảm 4.000 ở chiều mua vào, 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.852.000, bán ra 6.882.000, tăng 12.000 ở chiều mua vào, giảm 13.000 ở chiều bán ra.
Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.860.000, bán ra 6.910.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.825.000, bán ra 6.895.000. Giảm 5.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Ngân hàng TB Bank Gold mua vào 6.825.000, bán ra 6.895.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác. Ở thời điểm hiện tại thì giá vàng SJC một số tỉnh, thành phố khác giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 5.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.830.000, bán ra 6.907.000. SJC Cà Mau mua vào 6.830.000, bán ra 6.907.000. SJC Huế mua vào 6.827.000, bán ra 6.908.000. SJC Bình Phước mua vào 6.828.000, bán ra 6.907.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.830.000, bán ra 6.905.000. SJC Miền Tây mua vào 6.830.000, bán ra 6.905.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.830.000, bán ra 6.905.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.832.000, bán ra 6.910.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.830.000, bán ra 6.907.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.828.000, bán ra 6.907.000. SJC Phan Rang mua vào 6.828.000, bán ra 6.907.000. SJC Hạ Long mua vào 6.828.000, bán ra 6.907.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.828.000, bán ra 6.907.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thì thời điểm này, giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác vẫn trong xu hướng giảm nhẹ. Tuy nhiên với mức giá này thì không có biến động về giá so với phiên buổi chiều ngày hôm nay. Và cũng với mức giá ở thời điểm hiện tại thì giá nhận bộ số 9 hiện tại đang thấp hơn giá vàng SJC khoảng hơn 13 triệu đồng trên mỗi lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau: nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.475.000, bán ra 5.575.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.455.000, bán ra 5.535.000. Hai loại vàng này thì đều giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 24K mua vào 5.350.200.000, bán ra 5.480.200.000, giảm 9.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 18K mua vào 3.966.700.000, bán ra 4.166.700.000, giảm 7.500 ở chiều mua vào và bán ra. Vàng 14K mua vào 3.042.200.000, bán ra 3.242.200.000, giảm 5.900 ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 10K mua vào 2.123.300.000, bán ra 2.323.300.000, giảm 4.200 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên chiều tối hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo từ quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.